Đây là một cái chương trình với cái mục tiêu là giúp cho các em học sinh có thể được học tập và tiếp cận với cái bộ môn Robotics theo tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới hiện nay. Human Centered Engineering là lấy con người làm trung tâm, và ngày nay thì chúng ta không bắt đầu từ công nghệ để tạo ra một thứ gì đó nữa, mà chúng ta cần thay đổi tư duy một chút và chúng ta bắt đầu với cả việc định nghĩa cái vấn đề của chúng ta để chúng ta đưa ra các giải pháp. Fulbright mong muốn sẽ trở thành một cái sân chơi cho nhiều bạn ở trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là đối với những bạn robotics, khoa học kỹ thuật. Đây là một cơ hội rất là hay để các bạn chuyên về ngành khoa học kỹ thuật hiểu rằng, ngay cả khi các bạn là những nhà khoa học kỹ thuật, thì việc tìm hiểu và hiểu biết về các lĩnh vực xã hội, nghệ thuật, kinh tế, tâm lý trong một môi trường giáo dục khai phóng sẽ rất là hữu ích cho các bạn. This is what it's all about. The creativity that you brought here, all the things that you gained from this experience. Of course, it was a very fun event to just be a part of, but the skills that you learned here are going to carry you and are going to stick with you as you move on into college and into the workforce.